tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture -cha Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và hoan nghênh quý vị đến với bản tin sáng của ngày 9 tháng 6 năm 2022 với một số các bản tin chính như sau hầu hết các quy định về khẩu trang tại Ontario sẽ được dỡ bỏ vào ngày thứ Bảy, Quebec sẽ dỡ bỏ vào một tuần sau đó. Tình trạng ung tắc tại sân bay Pearson Toronto sẽ còn tiếp tục cho tới cuối tháng 8. Hai thanh niên Ontario sẽ phải đối mặt với 100 tội danh sau khi bị cáo buộc dùng súng để cướp hoặc là trộm xe. Điều chỉnh thị trường nhà ở có thể giúp cho giá nhà giảm 15% vào cuối năm 2023. Toronto Premium Outlet có chương trình quà tặng lớn, giải nhất là chiếc xe VinFast trị giá 75.000 đô la. Các mạng xã hội Canada tràn lan thông tin sai lệch về chiến tranh Nga-Ukraine. Có thêm nhiều thi thể được tìm thấy ở Mariupol, hàng triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt ở bên trong Ukraine khiến cho khủng hoảng lương thực toàn cầu bùng phát. Ukraine để trình thêm 8 vụ án về tội ác chiến tranh lên tòa án. WHO cho biết các ca mắc và tử vong do Covid-19 đã giảm trên toàn cầu. Thương vụ 44 tỷ Mỹ kim mua lại Twitter của Elon Musk sẽ được các cổ đông bỏ phiếu vào mùa hè này. Các nữ vận động viên thể dục dụng cụ cùng với hàng chục người khác đòi bồi thường 1 tỷ Mỹ kim từ FBI trong vụ án cáo buộc bác sĩ lạm dụng tình dục. Việt Nam xem xét các giảm thuế nhiên liệu trong bối cảnh áp lực lạm phát. Trong phần tin chi tiết, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhiều bản tin hấp dẫn khác. Mời quý vị chú ý theo dõi và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like comment và chia sẻ trên mạng xã hội để giúp phổ biến chương trình này đến nhiều người hơn. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Và sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Hầu hết các quy định khẩu trang ở Ontario sẽ được dỡ bỏ vào ngày thứ Bảy và Quebec sẽ dỡ bỏ vào ngày thứ Bảy tuần sau. Giám đốc y tế của tỉnh cho biết hầu hết các quy định về khẩu trang COVID-19 còn lại của Ontario sẽ được dỡ bỏ vào ngày thứ Bảy, nhưng mà khẩu trang sẽ vẫn được yêu cầu trong các cơ sở chăm sóc dài hạn và nhà hưu trí. Trong một tuyên bố đưa ra vào chiều ngày thứ Tư, thì tiến sĩ Kieran Moore cho biết kể từ ngày 11 tháng 6, tỉnh sẽ không còn yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng. Ông cũng lưu ý rằng các tổ chức vẫn có thể đưa ra các quy định khẩu trang riêng của họ nếu họ muốn. Ông nói, người dân Ontario nên tiếp tục đeo khẩu trang nếu họ cảm thấy cần thiết hoặc nếu có nguy cơ cao bị bệnh nặng, đang phục hồi sau COVID-19 hoặc sau khi mới tiếp xúc với virus. Hôm thứ Tư, một số bệnh viện cũng cho biết rằng họ sẽ tiếp tục áp dụng các quy định về khẩu trang. Trong khi đó, Quebec sẽ dỡ bỏ quy định khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện công cộng vào ngày 18 tháng 6, Bộ trưởng Y tế của tỉnh đã thông báo hôm thứ Tư. Tuy nhiên, những người bị COVID phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong 5 ngày sau khi họ kết thúc thời gian cách ly 5 ngày. bạn cùng phòng của những người có các triệu chứng COVID-19 hoặc là có kết quả xét nghiệm dương tính với căn bệnh này đều phải đeo khẩu trang trong 10 ngày. Tình trạng ôn tắc tại sân bay Pearson của thành phố Toronto sẽ còn tiếp tục cho đến cuối tháng 8. Tình trạng thời gian chờ đợi cực kỳ lâu của hành khách tại sân bay Pearson của Toronto có thể sẽ tiếp tục cho đến ngày lao động, một cựu giám đốc điều hành của Air Canada cho biết hôm thứ Tư. Trong hai tháng qua, khách du lịch tại Pearson đã phải đối mặt với tình trạng xếp hàng dài, chậm trễ và hủy chuyến và nhiều người cho rằng nguyên nhân là do các hạn chế COVID-19 và tình trạng thiếu lao động. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Canada, ông Omar al đã hứa sẽ có thêm 400 nhân viên ở bộ sàng lọc từ cuối tháng 6. Nhưng các nhân viên từ sân bay cho rằng dù vậy cũng sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn. PC Ferries bị phạt hơn 600.000 đô la sau khi một công nhân tử nạn trong khi làm việc. Vào tháng 6 năm 2020, một nhân viên đang làm việc trong đơn vị bảo trì hạm đội ở Richmond thì bị rơi xuống nước các dây vải bị đứt và người công nhân đã rơi xuống nước và chết đuối. Sau một cuộc điều tra, WorkSafe PC đã xác định rằng công nhân đã không đeo phao nổi cá nhân và các tấm vải lưới không đủ khả năng để kiểm soát nguy cơ rơi xuống nước ở bên dưới. Dẫn đến PC Ferries đã bị phạt 674.445 đô la, công ty cho biết họ đã nộp phạt đầy đủ. Ngoài ra thì PC Ferries cũng đã ngay lập tức giải quyết những lĩnh vực được nêu ở trong báo cáo của WorkSafe PC để cải tiến an toàn tại nơi làm việc. Hai thanh chiếu niên tại Ontario đã phải đối mặt với 100 tội danh sau khi bị cáo buộc là tấn công bằng súng. Cảnh sát cho biết một thanh niên 19 tuổi ở Toronto và một đồng phạm ở tuổi vị thành niên đã dùng súng để trộm hoặc là cướp hàng chục chiếc xe trong 11 ngày và hiện đang bị tạm giữ. Thanh tra của đội cảnh sát Toronto Richard Harris cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 5 cho tới ngày 26 tháng 5, hai người này đã dùng súng để trộm 10 chiếc xe tại Scarborough và hai chiếc ở vùng Durham. Họ đã trộm được 5 chiếc xe và may mắn là không có ai trong số những người điều khiển phương tiện bị thương. Các nhà điều tra đã không thể xác định được vị trí của các nghi phạm cho đến ngày 2 tháng 6 khi mà cảnh sát nhận được tin báo về hai nam giới đang lái một chiếc xe bị đánh cắp ở khu vực Brampton. Cảnh sát cho biết họ cũng đã thu hồi khẩu súng ngắn đã nạp đạn một khẩu súng ngắn giả và dụng cụ trộm xe, quần áo và một chiếc xe đã bị trộm ở Scarborough vào ngày 18 tháng 5. Cảnh sát cho hay không có bằng chứng nào cho thấy cặp đôi này có liên quan tới bất kỳ mạng lưới tội phạm lớn nào. Việc điều chỉnh thị trường nhà ở có thể khiến cho giá nhà giảm 15% vào cuối năm 2023. Theo một báo cáo mới của các nhà kinh tế tại The Jardins, giá nhà tại Canada có thể giảm trung bình 15% so với mức đỉnh của tháng 2 năm 2022 xuống còn khoảng 675.000 đô la vào khoảng tháng 12 của năm 2023. Hôm thứ Tư, công ty cho biết có vẻ như là sự điều chỉnh thị trường nhà ở Canada mà chúng ta đang mong đợi đã bắt đầu, mặc dù nó vẫn tập trung ở một số thị trường nhỏ. Ngay cả trong trường hợp sụt giảm như vậy, các nhà kinh tế nhấn mạnh rằng giá nhà trung bình vẫn sẽ duy trì ở mức cao hơn gần 30% so với mức tháng 12 của năm 2019 và mức của thời trước Covid. Họ cho biết chi phí đi vay cao hơn sẽ làm ảnh hưởng tới hoạt động của thị trường nhà ở khi mà các hộ gia đình ngày càng nhạy cảm với lãi suất. Tuy nhiên thì họ lưu ý rằng sự sụt giảm dự kiến sẽ mang lại sự cân bằng hơn cho thị trường nhà ở tại Canada các tỉnh và các khu vực có mức tăng giá nhanh nhất trong thời kỳ đại dịch có thể sẽ phải điều chỉnh khắc khe hơn. Họ dự đoán Ontario sẽ xảy ra các đợt sụt giảm lớn hơn, trong khi tỉnh Quebec dự kiến sẽ thấy giá giảm ít hơn. Quebec đóng cửa diện nhập cư từ các trường cao đẳng tư không do chính phủ tài trợ. Quebec đang có kế hoạch đóng một con đường nhập cư dành cho các sinh viên quốc tế theo học các trường cao đẳng tư nhân không do chính phủ tài trợ các quy định mới được chính quyền của tỉnh phối hợp với Ottawa công bố hôm thứ Ba sẽ có hiệu lực đối với những người đăng ký học sau tháng 9 năm 2023. Chỉ những người đã hoàn thành chương trình học tại trường cao đẳng công lập hoặc là trường tư được trợ cấp mới có thể được cấp giấy phép lao động. Khả năng được cấp phép lao động là một điểm cộng lớn mà các trường cao đẳng không do chính phủ tài trợ thương dung để thu hút học sinh và họ có thể đưa ra học phí lên tới 25.000 đô la hàng năm. Ở Quebec thì số lượng sinh viên đến từ Ấn Độ nói riêng đã tăng vọt từ 2.686 trong năm 2017-2018 lên 14.712 trong 2 năm đó. Hầu hết là họ theo học tại các trường cao đẳng tư thục không do chính phủ tài trợ. Nhà phát triển Toronto có kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở bằng cách xây dựng 4 tòa tháp gồm các căn hộ giá phải chăng. Một công ty phát triển bất động sản ở Toronto cho biết họ đang cố gắng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở thông qua đề xuất xây 4 tòa tháp bao gồm chủ yếu là nhà ở giá rẻ ở phía tây bắc của thành phố. Spotlight Development muốn các tòa nhà có chiều cao từ 15 cho tới 35 tầng và là sự kết hợp giữa các căn hộ sở hữu và nhà cho thuê với 70% đơn vị nhà ở có giá cả phải chăng. Dự kiến xây dựng khu tổng hợp được dành cho 1635 Lawrence Avenue West gần với Park Creek. Hiện tại thì địa điểm này là một khu trung tâm mua sắm rộng 3,5 mẫu Anh. Sau khi hoàn thành thì các tòa nhà sẽ có hơn 1.400 căn và dự án sẽ tạo ra một diện tích ở gần với 1 triệu feet vuông. Toronto Premium Outlets có chương trình tặng quà lớn và giải nhất là chiếc xe VinFast trị giá 75.000 đô la. Cư dân tại Horton đang được cảnh báo về giao thông và vùng xung quanh Toronto Premium Outlet vào cuối tuần này, đó là ngày 11 và ngày 12 tháng 6. Phát ngôn viên Rachel Whiteley cho biết, để kỷ niệm ngày mua sắm toàn quốc lần đầu tiên diễn ra vào ngày 11 và ngày 12 tháng 6, Toronto Premium Outlets sẽ thưởng cho những người mua sắm những món hàng tuyệt vời, những ưu đãi độc quyền và quà tặng kéo dài suốt cuối tuần. Là một phần của hai ngày hội mua sắm, Toronto Premium Outlets sẽ tặng các món quà mà họ gọi là Ultimate Power Shopper Giveaway cho tất cả du khách trong suốt cuối tuần. Cô Whiteley cho biết gói giải thưởng lớn nhất trị giá 75.000 đô la bao gồm một chiếc xe điện cao cấp của Vinfast và một đợt mua sắm trị giá 20.000 đô la. Ngoài ra còn rất nhiều món hàng được giảm giá và các ưu đại lớn. Các mạng xã hội Canada tràn lan thông tin sai lệch về chiến tranh Nga-Ukraine. Một báo cáo từ Đại học Calgary cho thấy Canada là mục tiêu của những thông tin sai lệch ủng hộ Nga trên mạng xã hội phân tích đã thu thập hơn 6,2 triệu tweet về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã được dùng để chuyển các thông tin sai lệch từ Nga và tới các tài khoản quốc tế khác nhằm gây ra sự ảnh hưởng tới các ý kiến ở Canada. Các nhà nghiên cứu đã xem xét các tweet và lượt thích và lượt chia sẻ kể từ tháng Giêng của năm 2022 và sử dụng một thuật toán để xác định những người có ảnh hưởng chính trong việc thúc đẩy các quan điểm ủng hộ Nga về cuộc chiến tranh ở Ukraine. Báo cáo cho thấy các cộng đồng đang tập trung vào câu chuyện chính với ngụ ý chủ nghĩa bành trướng của nato để biện minh cho cuộc xâm lược cho rằng nato đang sử dụng ukraine như là một công cụ để chống lại nga và thúc đẩy sự mất lòng tin vào các thể chế gợi ý rằng ukraine là một quốc gia phát xít và cũng từ đó thúc đẩy sự mất lòng tin với chính phủ liên bang và thủ tướng canada báo cáo cũng cho rằng các cộng đồng cánh hữu canada dễ bị ảnh hưởng nhất bởi chiến dịch thông tin sai lệch của nga Dollarama điều chỉnh các dòng sản phẩm khi cửa hàng thiết lập mức giá tối đa 5 đô la. Nhà bán lẻ các sản phẩm giá rẻ Dollarama đã bắt đầu tung ra mức giá mới lên tới 5 đô la khi mà họ thêm các sản phẩm mới và cung cấp lại các sản phẩm khác trong bối cảnh thay đổi môi trường chi tiêu của người tiêu dùng. Cửa hàng hiện sẽ dự trữ hàng hóa từ dưới 1 đô la cho tới 5 đô la, công ty cho biết hôm thứ Tư khi mà báo cáo thu nhập hàng quý. Nhà bán lẻ này đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận cao hơn trong quý kết thúc vào ngày 1 tháng 5 khi mà các hạn chế đại dịch được dỡ bỏ và lạm phát tăng cao khiến cho người tiêu dùng chuyển hướng sang các sản phẩm giá cả phải chăng. Dollarama đã công bố kế hoạch tăng giá tối đa lên 5 đô la vào đầu năm nay, thế nhưng khách hàng vẫn chưa tìm thấy những mặt hàng với giá đó tại Dollarama. Công ty đã đạt lợi nhuận 145,5 triệu đô la tăng từ 113,6 triệu đô la trong cùng quý năm ngoái và doanh số bán hàng đã tăng 12,4%. Trong khi đó, thì các mô hình chi tiêu dường như đã thay đổi trong quý do khách hàng đã mua sắm thường xuyên hơn nhưng mà lại mua ít hơn trong mỗi lần ghé thăm so với một năm trước. Tính PC đang trên đà sẽ xảy ra các vụ khóa khoảng đầy chết chóc vào năm 2022. Sự gia tăng đáng lo ngại về số người chết liên quan tới hỏa hoạn ở tỉnh PC đã khiến cho các nhà cứu hỏa phải tìm kiếm dữ liệu để cải thiện tình trạng này. Vào năm 2021 thì ủy ban cứu hỏa báo cáo có 59 người chết liên quan tới hỏa hoạn, tăng 119% so với năm 2019, số đó là 27 người. Vào năm 2022, 23 người đã thiệt mạng do hỏa hoạn, điều này có nghĩa là tỉnh rất có thể sẽ xảy ra một năm kỷ lục Brian Godlington, ủy viên của phòng trái chữa trái của tỉnh BC đã công bố một báo cáo thường niên của năm 2021 của văn phòng hôm thứ Tư. Báo cáo cho thấy số vụ trái trên toàn tỉnh đang ngày càng gia tăng. Ông Godlington kết luận sự gia tăng là do mọi người dành nhiều thời gian hơn ở nhà do đại dịch COVID-19 và hơn 3 phần 4 số vụ trái trong năm 2021 đã phá hủy các căn nhà dân cư. Những người cao niên là nhóm lớn nhất trong các trường hợp tử vong do đại dịch và cả trường hợp tử vong do hỏa hoạn. Báo cáo cũng cho thấy vòi phun nước và hệ thống báo động khói làm giảm đáng kể số người chết và bị thương. Chỉ 42% các ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn vào năm 2021 có hệ thống báo động khói hoạt động. Và để tăng cường việc sử dụng hệ thống báo động khói, ông Godlington cho biết Sở cứu hỏa có thể làm việc với bộ y tế để khi y tá hoặc là các trợ lý chăm sóc tới thăm người cao niên thì họ có thể giúp kiểm tra các thiết bị báo động khói có hoạt động hay không. Sau đây chúng tôi xin cập nhật tình hình COVID ở Canada. Tính tới tối ngày 8 tháng 6, Canada báo cáo có thêm 2.215 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện nay là 3.888.000. 131 ca và có thêm 868 ca được báo cáo đã hồi phục. Hiện nay thì có 303.556 ca còn bệnh, có thêm 25 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 41.303 tính đến nay. Cho đến nay đã có hơn 85,7 triệu mũi vắc xin đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 32,7 triệu người hay là hơn 85,6% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 82,1% dân số đã tiêm hai liều có hơn 90% số người 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 86,3% đã tiêm hai liều. Hơn 48,9% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ với mũi tiêm tăng cường, trên 18,7 triệu mũi tiêm thứ ba đã được tiêm. Tỉnh Ontario đã báo cáo có 1.013 ca bệnh mới và 7 ca tử vong trong tháng qua. Tại Quebec, các quan chức y tế cũng đã công bố có 738 ca bệnh mới và 11 ca tử vong. New và Labrador trong 7 ngày qua, tỉnh đã báo cáo tổng cộng có 464 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Để không bỏ lỡ các bản tin trên Culture Channel thì xin quý vị hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay kế bên để nhận được thông tin một khi chúng tôi phát hành các bản tin mới. Sau đây là một số bản tin thế giới đáng chú ý sáng nay. Có thêm nhiều thi thể được tìm thấy ở Mariupol, hàng triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt ở bên trong Ukraine khiến cho khủng hoảng lương thực toàn cầu bùng phát. Ukraine để trình thêm 8 vụ án về tội ác chiến tranh lên tòa án. WHO cho biết các ca mắc và tử vong do Covid-19 đã giảm trên toàn cầu. Thương vụ 44 tỷ Mỹ kim mua lại Twitter của Elon Musk sẽ được các cổ đông bỏ phiếu vào mùa hè này các nữ vận động viên thể dục dụng cụ cùng với hàng chục người khác đòi bồi thường 1 tỷ Mỹ Kim từ FBI trong vụ án cáo buộc bác sĩ lạm dụng tình dục. Một gia đình ở California đã kiện Meta đổ lỗi cho Instagram vì khiến cho con gái của họ bị rối loạn ăn uống và tự làm hại bản thân. Trung Quốc và Nga kiên quyết bảo vệ phủ quyết các lệnh trừng phạt Triều Tiên theo quy định mới của Liên Hợp Quốc. Một du khách người Anh bị kết án 15 năm tù ở Iraq vì bị cho là ăn cắp cổ vật. Việt Nam xem xét các giảm thuế nhiên liệu do những áp lực về lạm phát. Cùng với nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết. Mời quý vị theo dõi sau đây. Trước hết là diễn biến về tình hình Nga và Ukraine. Thêm nhiều thi thể được tìm thấy ở Mariupol và hàng triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt trong Ukraine khiến bùng phát một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Các nhà chức trách hôm thứ Tư cho biết những công nhân đã kéo ra rất nhiều thi thể từ các tòa nhà bị sập bên trong thành phố Mariupol. Trong khi đó, thì một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang leo thang do Ukraine không thể xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc qua các cảng biển bị phong tỏa của họ. Hiện nay, thì các lực lượng Nga và Ukraine còn đang chiến đấu kịch liệt để giành quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk Tổng thống Ukraine Zelensky đã gọi Severodonetsk là tâm trấn của trận chiến dành Donbass và có lẽ là một trong những trận đánh khó khăn nhất của cuộc chiến. Trong khi đó, ở phía Bắc, các cuộc pháo kích của Nga vào khu vực Kharkiv đã khiến cho 5 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong 24 giờ qua. Quân đội Nga cho biết họ đã sử dụng tên lửa có độ chính xác cao để bắn trúng một nhà sửa chữa thiết giáp gần việc Kharkiv. Ukraine vẫn chưa xác nhận có một nhà máy như vậy bị tấn công. Khi mà giao tranh kéo dài, thương vong của cuộc chiến tiếp tục tăng lên. Tại nhiều tòa nhà của Mariupol thì các công nhân đang tìm thấy từ 50 cho tới 100 thi thể trong mỗi tòa nhà. Theo một phụ tá thị trưởng ở thành phố Cảng do Nga quản lý ở phía Nam, cho biết các thi thể đang được đưa ra trong một đoàn xe tử thân vô tận để đưa đến nhà xác. Theo ước tính của giới chức Ukraine thì ít nhất có 21.000 dân thường ở Mariupol đã thiệt mạng trong cuộc bao vây kéo dài nhiều tuần của Nga hậu quả của cuộc chiến đang vượt ra khỏi Đông Âu khi mà các lô hàng ngũ cốc của Ukraine đang bị kẹt lại ở bên trong Ukraine và khiến cho giá lương thực tăng cao. Ukraine từ lâu được gọi là giỏ bánh mì của châu Âu là một trong những nhà sản xuất lúa mì, ngô và dầu hướng dương lớn nhất thế giới. Nhưng mà phần lớn dòng chảy đó đã bị đình trệ do chiến tranh và sự phong tỏa của Nga đối với bờ biển đen của Ukraine. Ước tính có khoảng 22 triệu tấn ngũ cốc đang còn ứ động ở Ukraine, việc không thể xuất khẩu lượng ngũ cốc này đã gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp thực phẩm ở nhiều nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu Phi. Cũng trong hôm thứ Tư, thì Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của Liên Hợp Quốc nhằm tạo ra một hành lang an toàn trên biển cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu các chuyến hàng ngũ cốc. Và theo kế hoạch, Liên Hợp Quốc cũng đã kêu gọi Ukraine hãy gỡ bỏ min khỏi vùng biển gần với cảng Odessa trên biển đen. hai người Anh một người Maroc có nguy cơ bị kết án tử hình sau khi nhận tội tại tòa án Donetsk. Hãng thông tấn RIE của Nga đã đưa tin hai người Anh và một người Maroc bị bắt trong khi chiến đấu cho Ukraine có thể phải đối mặt với án tử hình sau khi họ đã nhận tội tại tòa án của một trong những cơ quan do Nga ủy nhiệm tại miền đông của Ukraine. Hãng tin dẫn lời các ông tố viên cho biết các cáo buộc tổng hợp có thể dẫn tới án tử hình cho cả ba người hai công dân Anh là Aslin và Pinner đã bị bắt vào tháng 4 khi mà họ đang chiến đấu bên phía Ukraine. Sau đó thì họ đã được phát sóng trên truyền hình của Nga để yêu cầu được trả tự do, với điều kiện là đổi lấy một đồng minh người Ukraine của Tổng thống Nga. Văn phòng đối ngoại, khói thịnh vượng chung và phát triển của Anh đã lên án điều mà nước này gọi là việc bóc lột các tù nhân chiến tranh cho các mục đích chính trị. Ukraine đệ trình thêm 8 vụ án về tội ác chiến tranh lên tòa án. Công tố viên Irina Venediktova cho biết Ukraine đã đệ trình thêm 8 vụ án về tội ác chiến tranh lên tòa án bên cạnh 3 vụ án đã được tuyên cho các binh sĩ Nga. Theo đó, thì bà Venediktova cho biết có 104 nghi phạm chính trong số đó có liên quan tới tội ác trong các tân không ở trường học tại làng Yehidni ở vùng Chernihiv nơi mà quân đội nga đã giam giữ hàng trăm người trong thời gian mà lực lượng này đã chiếm đóng từ ngày 3 cho tới 30 tháng 3. Tổng công tố của Ukraine nói rằng 10 người đã chết vì những thử thách mà họ gặp phải trong lúc giam giữ trong các tầng hầm. Một em bé nhỏ và một cụ bà 93 tuổi cũng nằm trong số những người giam giữ ở đó. Bà Venediktova nói rằng có thêm 16 người đã được đưa ra khỏi tầng hầm và bị bắn, mặc dù bà đã không đưa ra bằng chứng của mình. Phát biểu trên truyền hình, Tổng Cộng tố tổ Venediktova cũng đã nói thêm rằng các nhà chức trách Ukraine đã mở hơn 16.000 cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh có thể xảy ra trong cuộc xâm lược của Nga, bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Trung Quốc và Nga kiên quyết bảo vệ quyền phủ quyết các lệnh trừng phạt Triều Tiên theo quy định mới của Liên Hợp Quốc. Tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần đầu tiên diễn ra vào ngày thứ Tư, Trung Quốc và Nga đã bảo vệ quyền phủ quyết của họ đối với một nghị quyết áp đặt các lệnh trừng phạt mới cứng rắn hơn đối với Triều Tiên được Mỹ ủng hộ một cách mạnh mẽ. Các đồng minh thân cận cũng đã nhắc lại sự phản đối của họ đối với các biện pháp trừng phạt nhiều hơn và đồng thời đổ lỗi cho Mỹ về việc gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và nhấn mạnh rằng điều cần thiết bây giờ là đối ngoại giữa Triều Tiên và chính quyền của Tổng thống Biden. Cuộc bỏ phiếu với 13 phiếu thuận, 2 phiếu chống của Hội đồng Bảo an ngày 26 tháng 5 đã đánh dấu sự chia rẽ nghiêm trọng đầu tiên giữa năm thành viên thường trực có quyền phủ quyết đó là Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh và Pháp về một nghị quyết trừng phạt Triều Tiên. Tại cuộc họp, phó đại sứ của Mỹ ông Jeffrey nhấn mạnh rằng tổng thống Mỹ ông Joe Biden và ngoại trưởng Anthony Blinken đã nhiều lần và công khai nói rằng chúng tôi tìm kiếm một cuộc đối thoại với Bình Nhưỡng không có điều kiện tiên quyết, nhưng thật đáng tiếc, phó đại sứ Mỹ ông Jeffrey nói tiếp Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên chỉ đáp trả bằng các vụ phóng gây bất ổn định và đe dọa không chỉ ở khu vực mà còn cả thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, Triều Tiên đã có 18 lần phóng thử tên lửa trong năm nay, bao gồm cả những vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên trong gần 5 năm. Một người đàn ông đã đâm xe vào đám đông ở thủ đô Berlin khiến cho một giáo viên thiệt mạng và 14 học sinh bị thương. Hôm thứ Tư, một người đàn ông 29 tuổi đã lao xe vào một đám đông ở Berlin, khiến cho một giáo viên thiệt mạng ngay tại chỗ và 14 học sinh bị thương. Các quan chức cho biết chiếc xe của người đàn ông này đã hai lần leo lên vỉa hè tại một khu mua sắm nổi tiếng. Cảnh sát xác định tài xế là một người đàn ông Đức gốc Armenia. Chiếc xe cuối cùng đã đâm vào cửa sổ của một cửa hàng. Có hơn 100 nhân viên khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường sau khi vụ việc xảy ra hình ảnh của Reuters cho thấy chiếc xe hơi Renault màu bạc nhỏ đang nằm trong một cửa hàng sau khi đâm xuyên qua một tấm kính trưng bày. Tài xế đã bị những người ngoài cuộc giam giữ và giao cho chính quyền. Vụ việc này đã làm sống lại ký ức của năm 2016 khi mà một người đàn ông cũng ở khu vực này của thủ đô Berlin đã cướp chiếc xe tải, giết tài xế rồi lao vào khu chợ Giáng sinh đông đúc khiến cho 11 người thiệt mạng. WHO cho biết các ca mắc và tử vong do Covid-19 đã giảm trên toàn cầu. Theo báo cáo hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố hôm thứ tư, thì số ca mắc và tử vong do Covid-19 mới được báo cáo trên toàn cầu đã giảm ở mọi nơi, ngoại trừ các trường hợp đã được báo cáo hồi tuần trước ở khu vực Trung Đông và Đông Nam Á. Trong bản cập nhật hàng tuần mới nhất về đại dịch, cơ quan y tế liên hợp quốc cho biết các trường hợp được xác nhận đã giảm 12% xuống còn hơn 3 triệu người và các trường hợp tử vong cũng đã giảm 22% xuống còn 7.600 người. Tuy nhiên, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã báo cáo rằng dịch vẫn chưa kết thúc và kêu gọi mọi người nên thận trọng, ngay cả khi nhiều quốc gia đã dỡ bỏ các quy tắc của họ về COVID-19 và cố gắng sống chung với virus. Ông Tedros cũng lưu ý rằng 18 tháng sau khi các chương trình tiêm phát sinh phòng COVID-19 hàng loạt đầu tiên bắt đầu ở các nước giàu có, thì cho đến nay đã có 68 quốc gia vẫn chưa tiêm chủng cho 40% dân số của họ. Bất chấp có nhiều lời đề nghị giúp đỡ, bao gồm cả vắc xin, Triều Tiên vẫn chưa chấp nhận bất kỳ đề nghị viện trợ nào từ WHO và vẫn chưa chia sẻ thêm thông tin chi tiết về tình trạng dịch bệnh đã bùng phát tại đó. Thương vụ 44 tỷ Mỹ kim mua lại Twitter của Elon Musk sẽ được các cổ đông bỏ phiếu vào mùa hè này. Hôm thứ tư, giám đốc điều hành hàng đầu của Twitter cho biết, công ty truyền thông xã hội này dự kiến sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu cổ đông vào cuối tháng 7 hoặc là đầu tháng 8 để thảo luận về thương vụ mua lại Twitter với giá 44 tỷ Mỹ kim của Elon Musk. Hôm thứ Hai, các luật sư của Musk đã cảnh báo Twitter rằng vị tỷ phú này có thể sẽ từ bỏ thương vụ mua lại nếu mà công ty không cung cấp dữ liệu mà ông tìm kiếm và các tài khoản spam và giả mạo. Twitter cho biết họ đang tiếp tục chia sẻ thông tin với Musk. Một phần của dữ liệu là Firehost, một tập hợp bao gồm tất cả các dòng tweet trên nền tảng được phân tích bằng các thông số khác nhau, chẳng hạn như thiết bị của người dùng hoặc là hồ sơ của tài khoản đăng những dòng tweet. Các thông tin cũng cho biết thêm Firehose không chứa thông tin bí mật. Vì vậy, các chi tiết cá nhân của người dùng Twitter sẽ không được công khai. Các nữ vận động viên thể dục dụng cụ cùng với hàng chục người khác đòi bôi thường một tỷ Mỹ Kim từ FBI trong vụ cáo buộc các bác sĩ lạm dụng tình dục. Các luật sư của hơn 90 phụ nữ và trẻ em gái bị lạm dụng tình dục bởi cựu bác sĩ Larry Nasser của Hội thể dục dụng cụ Hoa Kỳ đã đệ trình yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ mỹ kim từ Cục điều tra Liên bang FBI. Theo đó thì luật sư này nói rằng các nhà điều tra đã có thể chấm dứt hành vi săn mồi của Nasser và bảo vệ các nạn nhân khác nếu mà FBI đã không xử lý sai vụ án. Những người yêu cầu bồi thường bao gồm cả những vận động viên Olympic của bộ môn thể dục dụng cụ, chẳng hạn như Simon Biles, Ali Reisman và Makali Marani và vận động viên giành huy chương vô địch thế giới Maki Nichol, Mỗi người đã yêu cầu 500 triệu Mỹ Kim tiền bồi thường. Các luật sư nói rằng phụ nữ trong số 90 người khởi kiện đang yêu cầu mỗi người được bồi thường 10 triệu Mỹ Kim. Tổng cộng số tiền sẽ nằm trong khoảng từ 1 tỷ cho đến 1,2 tỷ Mỹ Kim. Được biết, Larry Nasser là cựu bác sĩ lâu năm của đội thể dục dụng cụ Hoa Kỳ và Đại học bang Michigan đang thụ án 60 năm trong nhà tù liên bang về tội khiêu dòng trẻ em. Ông cũng đã bị kết án 40 cho tới 175 năm tù ở bang Michigan sau khi đã thừa nhận 7 tội danh liên quan tới tình dục. Một gia đình tại California đã kiện Meta đổ lỗi cho Instagram vì khiến cho con gái của họ bị rối loạn ăn uống, tự làm hại bản thân. Một gia đình ở California đã kiện Meta là công ty mẹ của Facebook và Instagram cho rằng gã khổng lồ công nghệ đã thúc đẩy chứng rối loạn ăn uống, tự làm hại bản thân và ý nghĩ tự tử, tử của con gái họ trong suốt nhiều năm. Đơn kiện được để trình lên tòa án quận phía Bắc tại California vào đầu tuần này và cho biết Alexi Spence đã có thể tạo tài khoản Instagram đầu tiên của cô ấy ở tuổi 11, 2 năm trước khi cô đã yêu cầu về độ tuổi tối thiểu của nền tảng là 13 Gần như ngay lập tức Alexi đã tràn ngập một không gian ẩn chứa những bài đăng nguy hiểm tôn vinh hành vi tự làm hại bản thân và chứng biến ăn và đồng thời tạo ra chứng nghiện ứng dụng cho trẻ em ở độ tuổi preteen tức là từ 9 cho tới 12 tuổi Alexei được mô tả trong đơn là một đứa trẻ tự tin và hạnh phúc trước khi cô ấy sử dụng Instagram. Nhưng cô gái 19 tuổi hiện đã phải nhập viện vì trầm cảm, lo lắng và biến ăn vì nội dung và tính năng có hại mà cô ấy đã tiếp xúc trong khi sử dụng ứng dụng. Du khách người Anh bị kết án 15 năm tù ở Iraq vì ăn cắp cổ vật Ông Fitton, một người đàn ông 66 tuổi người Anh đã bị kết án 15 năm tù ở Iraq sau khi ông đã bị kết tội ăn cắp cổ vật trong chuyến tham quan khảo cổ ở đất nước này. Gia đình của ông Fitton, những người nói rằng họ lo sợ nhà địa chất đã nghỉ khu có thể sẽ chết trong khi đang thủ án và cho biết họ tan nát trước phán quyết hôm thứ Hai và đã thúc giục chính phủ Anh tìm cách trả tự do cho ông ấy. Theo bản kiến nghị của gia đình ông Fitton cho biết, Ông Fitton đã bị bắt vào ngày 20 tháng 3 tại sân bay quốc tế Baghdad khi mà các quan chức hải quan tìm thấy 12 mảnh vỡ trong hành lý của ông ta. Các mạnh vợ đã được gửi tới Bảo tàng Quốc gia Iraq để phân tích và được phân loại là hiện vật. Ông Fitton sau đó đã bị buộc tội là cố gắng buông lậu cổ vật ra khỏi Iraq theo luật của nước này. Trong một trang kiến nghị, gia đình của ông Fitton cho biết ông đang trong chuyến tham quan địa chất và khảo cổ học tại thành phố Eridu ở phía nam của Iraq thì nhặt được 12 mạnh vợ. Họ cho biết không có người bảo vệ hay là biển báo là cấm dọn vật thể nào tại khu vực đó Gia đình của ông Fitton cũng đã bày tỏ sự thất vọng trước sự thiếu hỗ trợ từ chính quyền của Vương quốc Anh trong vụ việc này. Luật sư của ông Fitton khẳng định rằng ông Fitton không có ý định phạm tội và cho biết thêm rằng phán quyết sẽ bị kháng cáo. Việt Nam xem xét việc cắt giảm thuế nhiên liệu trong bối cảnh áp lực lạm phát. Bộ trưởng Tài chính Việt Nam hôm thứ Tư cho biết Việt Nam đang xem xét các giảm thuế đối với nhiên liệu để giúp hạ giá ở mức cao nhất mọi thời đại, nhưng mà lạm phát vẫn sẽ được kiểm soát và được hỗ trợ bởi sản xuất lương thực trong nước. Thuế của các mặt hàng hiện nay đang chiếm 30% giá bán lẻ, bao gồm thuế nhập khẩu 8% và thuế giá trị gia tăng 10%. Việc cắt giảm thuế nhiên liệu sẽ giúp làm giảm giá và do đó sẽ cắt giảm chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng. Bộ trưởng Tài chánh là ông Hồ Đức Phước phát biểu trước quốc hội hôm thứ Tư mà không nói rõ sẽ cắt giảm loại thuế nào hoặc là cắt giảm bao nhiêu. Ông nói, Việt Nam là một cường quốc sản xuất trong khu vực đang phải đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng cho phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu, thiết bị, phân bón và nguyên liệu nhập khẩu. Tuy nhiên, ông Phước cho biết lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát và giá tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm chỉ tăng 2,25% so với một năm trước đó. Trong năm nay, Việt Nam đạt mục tiêu lạm phát là dưới 4%. Sản xuất lương thực trong nước là giúp bù đắp áp lực lạm phát. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba trên thế giới sau Ấn Độ và Thái Lan. Giá sản bán lẻ tại Việt Nam dao động từ 30.230 đồng đến 32.810 đồng một lít. Và sau cùng, chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái của gia kim trên thị trường tài chính. Hôm nay một gia kim bằng 0,7974 Mỹ Kim và bằng 0,7432 Euro. Một gia kim bằng 18.550 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim bằng 23.300 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 122,2 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent là 123,7 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1.851,96 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada sáng nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Trên kênh Culture Channel, quý vị có thể tìm thấy các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Thay mặt cho ban biên tập của Culture Magazine, tuần xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và kính chào tạm biệt.